Xin chào các em. Đó, các em thấy hôm nay cô lạ không? Hôm nay cô quàng khăn làm tay thỏ luôn đó nha. Mùa đông đến rồi, mùa đông đến rồi. Mặc ấm vào. Trời hát hay quá. Rồi, xin chào các em đã quay trở lại với kênh Hân Trần. Hôm nay cô Hân Trần sẽ tiếp tục gửi đến cho các em một cái video về toán học tiếp tục nha. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết 3 bài tập 1, 2, 3 của cái bài là so sánh hai số thập phần. Rồi, để không mất thời gian của các em thì chúng ta sẽ đi trực tiếp vào bài tập số 1. Nhưng trước khi đi vào bài tập số 1, bạn nào chưa like thì nhấn nút like dùm cơm nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký theo dõi kênh Hân Trần nha, để tạo động lực cho cô làm nhiều video nữa nha. Giờ bài tập thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1 nha các em. Bài tập 1 người ta yêu cầu chúng ta cái gì đây? So sánh hai số thập phân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành so sánh hai số thập phân của câu A, câu B và câu C. Thì cô xin được nhắc lại cái ghi nhớ, muốn so sánh hai số thập phân thì ta làm như sau: so sánh phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên. Rồi số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn ha. Ở đây là hình như nó phù hợp với câu A nè các em. Trước tiên chúng ta nhìn đây, 48,97 và bên đây là 51,02. Chúng ta sẽ so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên của số 48,97 là 48, còn phần nguyên của số 51,02 là 51. Nó đã có sự chênh lệch rồi đó các em. Vậy thì 48 này bé hơn 52. Xin lỗi, 51. Chúng ta suy luận ra 48,97 này sẽ bé hơn 51,02 đó. Vậy thì chúng ta sẽ điền dấu bé ha. Chúng ta sẽ điền dấu bé. Hôm nay cô có âm thanh lên cho các em đỡ buồn ngủ nè. Rồi, tiếp tục ở cái câu B. Câu B là 96,4 và 96,38. Với cái trường hợp này phần nguyên bằng nhau. Phần nguyên bên đây 96, ở đây cũng 96 luôn. Thì chúng ta sẽ tiến hành so sánh phần thập phân. Phần thập phân thì chúng ta sẽ so sánh từng hàng nha. Có nghĩa là so sánh từng số đó các em, chứ mấy em không được gộp lại. Ở đây chúng ta sẽ so sánh hàng phần 10. Hàng phần 10 của 96,4 là 4, còn ở bên 96,38 là 3. Đã có sự chênh lệch rồi đó các em. 4 lớn hơn 3. Vậy thì chúng ta suy ra là chúng ta sẽ điền dấu lớn. Coi coi đúng không ha. Chính xác. Quá giỏi, xuất sắc chưa? Cô làm mà không xuất sắc sao được. 96,4 lớn hơn 96,38 nha. Rồi, khi nó đã có cái độ chênh lệch ở hàng phần 10 rồi, con số 8 ở hàng phần trăm chúng ta đừng có quan tâm tới, là chúng ta điền dấu lớn liền luôn ha, khỏi so sánh nữa. Rồi tiếp tục câu cuối cùng. Ở đây 0,7, ở đây là 0,65. Phần nguyên là 0 và 0 và chúng ta so sánh hàng nha. Hàng phần 10 ở số 0,7 là 7, còn hàng phần 10 ở số 0,65 là 6. Vậy thì suy ra 7 lớn hơn 6. Kết luận là 0,7 sẽ lớn hơn 0,65. Có đúng không? Điền dấu lớn. Sáng. Bài này rất là dễ ha. Thì bây giờ để cô chốt lại cho các em về cái cách để chúng ta so sánh hai cái số thập phân này nè ha. Là khi mấy em muốn so sánh hai số thập phân thì em sẽ so sánh chữ số ở cái hàng cao nhất. Nếu chúng bằng nhau thì so sánh đến các chữ số ở hàng tiếp theo. Nói một cách ngắn gọn như thế này, mấy em sẽ so sánh phần nguyên. Nếu phần nguyên bằng nhau, ở cái trường hợp này phần nguyên chênh lệch nè. Trường hợp B là phần nguyên bằng nhau thì chúng ta sẽ so sánh từng hàng của phần thập phân. Đầu tiên hàng phần 10, kế tiếp là hàng phần trăm, rồi đến phần nghìn. Rồi, nhớ giùm cô nha. Rồi, chúng ta đã vừa đi sang bài tập, vừa làm xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 6,375, 9,011, 8,72, 6,735 và 7,19. Thì để sắp xếp được theo thứ tự thì các em phải xác định số nào lớn, số nào bé ha.
từ bé đến lớn. Trước tiên khi mấy em làm mấy cái dạng toán này, mấy em phải xác định cái đề con chuột đâu mất tiêu rồi đây. Nhớ là từ bé đến lớn nha. Thì ở đây chúng ta sẽ so sánh phần nguyên trước đi các em. Số đầu tiên phần nguyên là 6 nè, 9 nè, 8 nè, rồi 6 nè, 7. Vậy thì ở đây có hai số, có số 6. 6,375, còn ở đây là 6,735. Chúng ta so sánh hàng phần 10 ở đây là 3, hàng phần 10 ở đây là 7. Vậy thì số 6,375 là nhỏ nhất. Ồ, cô giải ra luôn rồi. Đầu tiên sẽ là số 6,375 ha. Rồi tới số 6,735. 6 xong rồi tới 7 các em. Rồi tới 7,19. Đây, 7,19. 7 xong thì tới 8, 8,72. 8,72 rồi tới 9,01. Và đây là kết quả. 6,375 rồi đến 6,735, rồi đến 7,19, rồi đến 8,72 và cuối cùng là 9,01. Ha. Đây. Khá là đơn giản. Bài cuối cùng sẽ là bài tập số 3. Bài tập số 3 viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. À, ngược lại với bài tập 2 nha các em. Các em lưu ý chỗ này. Lớn đến bé nha. Khi chúng ta hay có thói quen làm là từ bé đến lớn, là từ bé đến lớn đó. Còn cái này thì ngược lại. 0,32, 0,197, 0,4, 0,321 và 0,187. Ở đây phần nguyên đều bằng nhau hết rồi các em ơi. Phần nguyên đều bằng nhau. Chúng ta sẽ so sánh phần thập phân. Và hàng đầu tiên chúng ta so sánh là hàng phần 10. Ở đây 3, ở đây 1, ở đây 4, ở đây 3 và ở đây 1. À, vậy thì 0,4 là lớn nhất các em. À, số bạn nhìn vô cái tưởng 0,4 là bé không? 0,4 là lớn này, nhưng lớn nhất trong năm số này rồi đó. Vậy 0,4, 4 rồi tới 3. 3 mình có mấy số? 2. Mình có tới 2 số lần này, hàng phần 10 là 3, 0,32 và 0,321. À, chỗ này. Hàng phần 10 3 với 3 bằng nhau. Hàng phần trăm 2 với 2 bằng nhau luôn. Số này không có hàng phần nghìn. À, không có hàng phần nghìn có nghĩa là hàng phần nghìn của nó là số 0 đó các em. Nhớ nha, hàng phần nghìn của nó là số 0. Trời, con chuột này nó đi mất tiêu hoài, số 0. Thì hàng phần nghìn bên đây là số 1. Vậy thì số 0,32 này sẽ là bé hơn 0,321 nha. Như vậy 0,321 đứng vị trí số 2, rồi tới 0,32 đứng vị trí số 3. Rồi 3 rồi tới 2. À, mình không có 2 mà mình có 1 đây. 1 có 2, hàng phần 10 có 2 số. Thì ở đây là 9, còn ở hàng phần trăm bên đây là 8. 9 lớn hơn 8. Vậy số tiếp theo sẽ là 0,197 và cuối cùng sẽ là 0,187. Nha các em, và đây chính là kết quả. 0,4 lớn nhất, rồi đến 0,321, rồi đến 0,32, 0,197 và cuối cùng là 0,187 là kết quả cuối cùng luôn nha. Nhớ khi so sánh phải cẩn thận nha. Và cô lưu ý các em chỗ này, hàng phần nghìn không có, có nghĩa là hàng phần nghìn nó là số 0 đó các em, người ta bỏ đi đó nha. Rồi, quá đơn giản cho bài tập số 3 ha. Rồi, tiết học kết thúc. Ba bài tập quá đơn giản không các em? Cảm ơn các em đã xem clip, đã ủng hộ kênh Hân Trần. Và nhớ ủng hộ rồi thì kêu gọi mọi người ủng hộ cô thêm nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại các em vào video sau. Bye bye, chúc các em cuối tuần vui vẻ.